Vâng, đợi mãi thì hôm nay chiếc loa này nó mới có cơ hội đi ra ngoài này. Nhưng đến cái lúc mà em giới thiệu được ra ngoài sân này thì nó đã đi 4 năm chiếc rồi bác ơi. Đây là chiếc loa kéo thiết kế với 2 bát 40 mà như hôm trước em đã có giới thiệu trên kênh cho các bác rồi đấy. Hôm trước em test ở trong cái phòng này nó nhỏ quá. Đúng. Bây giờ con này nó ra ngoài thì nó rất là thích, em thích nó ra ngoài sân nó rộng này này, nó mới thoải mái bác nhé. Thì đấy, em báo cáo bác là những cái loa này hai người không thể khênh được, bắt buộc phải kéo bằng bánh xe. Còn các bác mà muốn khênh thì các bác chỉ đi thấp một đoạn thôi, đi một đoạn thôi, hai người chỉ đi khoảng độ 1-2 mét thôi, không không khênh được đâu bác, bắt buộc phải đi ra ngoài nhé, bắt buộc phải ra ngoài. Ở những chiếc loa kéo này bắt buộc phải đi ra ngoài này thì cái công suất nó thoát, nó nghe nó mới hay đấy. Chứ hôm trước em để ở trong nhà thì cái công suất nó lớn quá, không phải là cái nhà nó lớn mà cái phòng uống nước này của em, cái chòi nó diện tích nó nhỏ đấy, nó nhỏ nên là khi mình để vào trong đấy thì nó thành ra là cái công suất nó quá lớn, mình test cái chất âm bát của nó dày mạnh quá, tự nhiên nó cảm thấy nó cộng hưởng lên rất nhiều. Nhưng đến hôm nay em test được ra ngoài trời thì nó cũng đi đến thế nào, đi Sài Gòn một con này, Thái Bình một, thế là đi được 4 con rồi, 5 con hôm qua chiều con nữa. Nhưng hôm nay em vẫn test cho các bác nhé. Thì trước hết test mời các bác vào với lại cái bản test nhạc đã. Nếu các bác nào mua chai bạch bạch trà này nhiều quá này, bạch trà trong kia mấy cây này. Đợt trước các bác cứ bảo bạch trà nó quý quý, em cũng mua đẫy về đây này. Đấy. Đây, mở nhạc cho bác xem đấy nhá, nghe nhá. Dòng lọc kéo này họ thiết kế với lại công suất lớn, nó thích hợp với lại ở ngoài trời hoặc là những căn phòng lớn, nó sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn là khi các bác để trong căn phòng nhỏ. Và đặc biệt là các bác hát ở dọc ngoài đường hoặc quán cà phê hoặc quán bia rất là tốt. Còn khi để trong nhà thì yêu cầu những căn phòng trong nhà nó phải có diện tích tầm 30-40 mét vuông trở lên là thấp nhất, thì nó bị tránh tránh cái trường hợp bát con này nó mạnh quá, nó bị ù đấy. Sau đây em sẽ test nhạc và test karaoke cho bác nhé. Đây cho bác một vài bản nhạc đã, sau đó sẽ test karaoke tiếp cho bác luôn. Trước này có mức giá là 7 triệu 9 nhé. 7 triệu 9 ạ. Cho bác thử dòng nhạc khác nữa. Cảm giác rằng trắng sáng nổi bật như bóng đèn là như thế nào? Để đích quảng cáo đó bác nhé. Rồi cho bác đến đây thoải mái, bác nào đến đây cũng hết lại luôn. Chết rồi, next mất bài rồi. Đây. Mic đứng rất gần các bạn nhé, em đang mic thoải mái nhé. Không có sao cả.
hát thoải mái luôn, mic vô tư luôn. Vọng thì nó nhá, em cho hết vọng này. Đây là chế độ phát biểu thì các bác có thể tắt cái chế độ vọng này đi để phát biểu. Có nhiều bác thì không để ý đấy, không để ý chỉnh những cái chế độ này là khi phát biểu là ví dụ như mình phát biểu chương trình gì đấy chẳng hạn mình cứ để nó vọng này, người nghe ở dưới nó rất khó chịu. Cái chế độ vọng này chỉ để dùng cho ấy thôi. Hát ví dụ mình hát nó không hay thì mình cho nó vọng để nó lịch giọng mình thôi. Hôm nay ho quá bác ạ, không dám hát. Nên là nhiều bác bảo test karaoke nhưng mà ho không hát nổi. Sau đây mời các bác chuyển sang bản test sau nhé. Con này 799 ạ.